Xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình. Mình tên Long, xin chào Nam Châu Man Em. Mình là Tới, xin chào Nam Châu Man Em. Mình là Con, xin chào Nam Châu Man Em. Mình là Cái, xin chào Nam Châu Man Em. Mình là Bảo, xin chào Nam Châu Man Em. Mình là Huy, xin chào Nam Châu Man Em. Hôm nay chúng em sẽ làm một món, đó chính là món cúc lộn. Trứng cúc lộn. Bỏ nướng dưới đáy bạc coi thử nó như thế nào. Đây là nguyên liệu của mình, gồm trứng và dưới bạc. Đây chúng em sẽ gói lại. Bắt đầu gói. Vô vô anh em. Nướng xong rồi chúng mình nó đen như sợi đen như kiểu mỡ. Bỏ một trứng hai tờ giấy. Bỏ một tờ trứng hai tờ giấy nha. Đây là một cái một trứng hai tờ giấy. Mình sẽ bỏ một cái trứng vô cái tờ giấy trước, mình cuốn lại trước rồi mình cuốn tiếp một tờ nữa để chút con chút. Này là con giờ này nó vô anh bày cho mấy đứa nó làm vô anh, mấy đứa đây nó làm mà bỏ để nướng cho nó chín cho nó khỏi cháy. Qua đây. Ăn trứng cúc uống Mirinda kem sữa. Từ bữa có làm trà sữa mọc. Có không sợ. Trà sữa. Chim trà sữa mọc là làm một thau trà sữa khổng lồ. Muốn là bạn nó. Tối á tôi nó. Ờ với lại làm bắp xào. Làm cho một tí ăn cho nó mập thêm chứ nó ớn quá à. Tí ớn quá phải không tí? Ớn không con lộn. Nó thể ớn không? Nó còn gì kia nữa. Con gì quên này. Tí tôn tao. Ủa con tôn tao. Không ớn được. Coi là nó xíu nè. Nó xíu cái gì? Chua nè. Chụp là to đó. Đấy nhé. Tao còn thiếu to. Chú Minh ơi. Hay là tam đẻ à? Tam đẻ đi đường à? Cả đường đâu mà. Rồi, như vậy là mình đã cuốn trứng cúc lộn với giấy bạc đã xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi nướng. Lửa đã nổi lên rồi các bạn ơi. Bây giờ mình bắt đầu là sẽ nướng trứng cúc lộn. Khói quá khói. Okay. Để đi. Mà chồng phóng tay. Kiều nó vô đi. Không đi. Anh đi bắt đầu không phải. Kiều nó vô Dũng ơi. Hai. Kiều nó đi vô đi. Đang cháy. Trái đầu tiên nó chín quéo. Bỏ vô Hưng. Nhẹ thôi. Đừng đụng bỏ chân. Okay.
Nằm lại. Bỏ lên đây nữa nè. Lấy cái cây đẩy cái cục này vô. Cây nào? Cục đẩy nào? Đẩy cái cục kia vô. Đừng có đụng nha, vớt nha. Lấy két ní ra. Vậy là chắc là khi nào nó màu đen là chắc chín hả ta? Chín màu đen thui rồi chứ. Nó thằng nào gói đẹp dữ vậy? Một cá rồi. Một cá. Chết một rồi cậu ơi. Không sao. Chết cho phá luôn. Phá luôn mày. Mày cậu. Rốt rồi. Chắc nóng. Tôi nãy giờ không quay. Khỏi coi, khỏi lại đó. Tôi quay á. Im đi. Rồi. Gà nè, bắt con làm làm gà nướng mọi đi. Gà nướng cái bang. Chắc cũng gần được thưởng thức rồi đó. Bé. Dạ. Lấy giùm cậu đôi đũa, đôi đũa. Cậu lấy mấy cái cây thôi. Gấp bể sao ăn được. Nãy giờ nướng phỏng tay mày. Nè đâu thế này, trái trái đây nữa. Trái tới trong bể nữa rồi. Để đó, để đó, để đó. Hồi nãy giờ ngu. Hồi nãy mày đè cái đè gãy quá. Tâm nhiệm vụ của Tâm là đi xào mì đi chứ. Hả? Thì đạo diễn mà, tôi người quay phim thôi chứ tôi biết cái gì đâu. Nó là cái đồ im đi xong rồi đậy nè đậy luôn cái cá đây bà đủ thôi mày đồ cho nổ rồi các bạn thôi em xuống xuống ơi đừng đừng bây giờ nướng nữa ra nổ tiếp á cắt cắt kìa lòng đào rồi lòng đào ăn cũng lòng đào hả lòng đào bể hả cậu bữa hả? Ngon lắm mày. Còn cái chơi nữa nè cậu. Uống một cái dứt rót mà đây. Lại lắc lại. Cậu lấy cái trái trên đời giữa. Khó quá khó. Thì cái trái ngoài kìa. Cái trái mà chưa chín. Chưa 4 trái. 5 4 trái. Con trái dưới kia nữa. Đừng lỡ. Ngâm. Cái hiện bên này phải để 2 bê trứng chút lại bỏ vô mì xèo mới hấp dẫn hơn. Bỏ trứng được rồi. Trứng là trứng lộn mà. Và mình đã hoàn xong món trứng cút lộn nướng giấy bạc.
Bây giờ mình sẽ tiến hành thưởng thức. Thưởng thức chứ còn. Cứ lột ra rồi đứa nào ăn thì chấm ở trong nó còn ở trong nó nóng tạo cái bô rồi. Mà muốn chơi chơi bỏ vô cái bô đi vào trong cái đường. Nè, chúng tao chín đủ đô luôn à. Đâu mà mốt để lại đi ra đường lộ, đi từ đây ra cái mãi, rồi từ cái mãi ra cái tân, trong tân đi về. Ủa chưa chín. Gần chưa chín à, cái nó chín rồi nè. Còn qua. Tí hãy review nóng quá cậu. Nóng quá cậu. Nè. Mày chỉ chèm một hai cái là nó được rồi. Nước, có nước. Con nước thì chưa chín. Đi ngựa chín rồi. Đi rồi. Đó chín rồi. Chín mình chưa bao giờ ăn cái khúc lộn hả? Ừ. Chín là gì? Mời các bạn. Mời các bạn. Ừ, nóng lắm á. Mời các bạn. Bon làm thử phát coi. Ngọt. Ngon. Ngon. Có mùi trứng à, mùi cay cay. Ngon lắm. Mời các bạn ăn nè. Mời các bạn ăn nè. Mà ca ăn trứng ngon. Quất mà ca. Còn mà ca nó có trắng tương ngọt. Ngon quá. Không. Cay cay ngon ngon. Ngon. Cay cay cay. Cay cay này mùi. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Trời. Đắng đắng. Cay cay đắng đắng. Cái này đủ đô chín nữa. Béo béo. Mua vậy. Ăn quá ngon. Bỏ dèo tay nó mới ăn được. Nó lì lắm. Đừng cho nó ăn vỏ nè. Dạ. Bô lấy vỏ đi, bô lấy vỏ hết. Rồi, con lấy vỏ rồi. Cái vỏ đang ăn kìa. Không. Đây trống con á. Đó cái con. Lắm. Lắm. Đây lục cho mấy ca ăn. Con mấy ca ăn rồi. Cho mấy ca nó mới. Ăn rồi cậu. Hai ăn không? Hai ăn trứng không? Bon, chút ăn xong mua giùm cô bích nữa lại đi phun rộng quá nó nha Bon. Nha. Có gì? Thì đẹp đứa này đó. Đấy. Ừ. Chút mua giùm cô bích nữa. Đi. Ngon quá. Tuyệt vời. Cô, đi mua giùm má. Xe cũng hết điện ngon. Lấy xe máy đi kìa. Chưa thấy cái thứ nào mà làm biến như con của chị Hai á. Mà cái ăn không? Mà cái ăn không? Chín luôn. Cậu cho mà cái ăn thêm chấm. Đây đủ đô. Lột ra hết đi. Ở cho con vàng nè. Vàng đâu? Vàng đâu? Chờ vàng ơi. Sao sau khi ăn trứng cút lộn nướng với bạc Hưng thấy sao không? Cái này nó già rồi, ngon. Béo. Cái này nó già rồi. Có hương mùi tương ớt nữa. Có đâu cũng lắm mà bột. Tương ớt. Kêu có mùi ớt, khi có mùi tương ớt mùi. Nó ăn nó kêu là phải có mùi giấy bạc nữa mới ngon. Mày đâu lục nữa hả? Vàng bé lục vàng. Trống vàng rồi. Mày cà ăn. Mày cà ăn hai trái rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong clip nướng trứng cút lộn với giấy bạc. Quá ngon. Có ăn cơm luôn. Các bạn xem video thấy hay thì đừng tiếc like, đăng ký cho kênh của mình. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn.